Dạ, con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Hôm nay mình cũng tiếp tục nói về cặp mà lười biếng con Phi, con Huy và thằng Phi ha cô chú ha. Đó thì cô chú thấy à, cô chú thấy tội hết sức không cô chú? Đó, tội mê tiền, đầu ham tiền bất chấp, chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược vậy đó cô chú. Nghe hơi tiền có đâu, chạy đầu này đầu nọ tìm thằng Vĩnh về đốc lấy 200 đô, chạy lên Hoàng Trung đó, để lấy 200 đô. Thánh thần không cô chú? Rồi sao nữa cô chú? Dầm mưa dãy nắng, đứng dầm mưa đó đợi mạnh thường quân lại đi mua đất cho. Trời ơi, tiền á 100 triệu không phải là 100 cái lá mít đâu Vy ơi, tỉnh mộng lại đi em, phải không cô chú? Ai đâu mà cho, con nói thiệt, đến bây giờ mà ai mà dám cầm tiền lú đầu sức đầu lộ diện ra ha, mà đi lại mua đất cất nhà cho con Vy thì thôi con cũng lại, con nói thiệt. Khán giả người ta rất là bức xúc rồi, cái cặp này không nên giúp đỡ nó, tại vì nó quá làm biếng nó. Cô chú coi kìa, nó ngồi quán cà phê không đó, tới nỗi mà cái thằng độc lạ nó nói là trời ơi lo đi làm ăn gì đi, không chịu đi lụm gì hết trơn. Nó tối ngày nó ngồi đợi mạnh thường quân cho tiền, tại vì một ngày cô chú nó lụm chừng 10.000 hà, nó ngồi nó ăn hết mẹ 100-200 ngàn rồi đó, rồi đâu có làm nổi đó. Vừa thay gì thôi cái thời gian đó thôi để cho các kênh YouTube quay đi, trả ngày 100 ngàn đó, bằng nó làm 10 ngày ấy, bởi vì nó diễn bất chấp đó cô chú thấy không. Chứ trời ơi, cái lúc kia cô chú nhớ không đó, nó chữ các kênh YouTube đâu có cho quay đâu, cho mấy anh quay mà mấy anh có cho có giúp được cái gì đâu, hay cho chút cái chữ không à, nó không cho người ta quay đó, nó gà giá đó, 150-100 ngàn không lấy đó, phải 1-2 triệu, thấy ghê không cô chú? Đó, thì hôm nay Vy trông chờ vào mạnh thường quân mà không thấy mạnh thường quân ở đâu nghe cô chú nha. Bóng dáng mạnh thường quân đâu không thấy, Vy buồn. Vy ngồi hỏi sao ít nói chuyện dữ vậy chị Vy, buồn đó, buồn tại vì người ta không có cho tiền rồi buồn cô chú đó. Nó mà cho nghe hơi tiền một cái đi ha, rồi hay nó nói chuyện cho cô chú nghe không xể luôn. Đợi cô chú, đợi mạnh thường quân lại dầm mưa dãy nắng đợi luôn, rồi có cái bộ đồ đó bận từ lúc nắng rồi lúc mưa, rồi con nó cô chú tới nó khô luôn, nó cũng ngồi quán xá cà phê có một bộ đồ là gì đó, nó là ở dơ. Con nói cái cặp này nó ở dơ dữ lắm, con nói thật sự luôn cô chú. Nói thì mình nói hoài thì đụng chạm các kênh YouTube, và nhầm khi cái người ta cũng không có thích, mà thiệt mà mình thì không có muốn cô chú. Nhưng mà con hỏi cô chú nè, tại sao nguyên một nhóm như vậy, tại sao không đi tìm những cái hoàn cảnh khác khó khăn hơn để giúp đỡ, để quay phải không cô chú? Mỗi một ngày vậy đó, mình đưa một cái thước phim đó là có giá trị tí xíu, một cái hoàn cảnh đó thì sẽ giúp được một mảnh đời phải không cô chú? Còn này, còn này tối ngày quay con quy bị chữ không, từ chủ kênh đến nhân vật đó toàn là bị chữ, không có cái gì hay ho đâu cô chú. Ở bên kia nói tụi con cũng dựa theo câu chuyện này để câu like câu view, nếu mà con dựa theo thì con không có nói mấy cái kênh YouTube đâu cô chú. Ở đây là con muốn dừng lại, tại vì ăn những cái đồng tiền dựa vào cái hình ảnh của người khác mà hạ bệ uy tín của người ta đó, thì các kênh YouTube nghĩ thử cái ăn có ngon hay không, phải không cô chú? Đó, mà đây là không phải là cái trường hợp đáng để cho chúng ta đưa lên trên cái mạng xã hội này, sẽ làm hư cái thế hệ sau, nó noi gương theo con Quy một cái là chết luôn. Nó kệ đi, nó chơi bời đã đi, mấy đứa thế hệ sau cô chú, kệ chơi giống con nhỏ này, chơi đã đi, đẻ chữa đầu quăng cho bà sơ, quăng cho đầu này đầu nọ, hoặc cho hoặc bán, đó là chết luôn con nói thiệt. Bởi vì mình phải ngăn chặn kịp thời, nhất là những cái hình ảnh xấu như vậy đó cô chú, không nên đưa, thiệt không nên đưa lên trên mạng xã hội. Có sức khỏe không cô chú? Tụi nó vẫn còn sức khỏe mà, tại thằng Phi là nó nhậu cho nên là nó yếu xìu yếu sệt vậy đó, chứ thằng Phi nó mới có 30 mấy tuổi hà, mà nếu mà không có nhậu nhẹt lo làm ăn đi cô chú thì cũng không đến nổi đâu. Mình có sức khỏe nè, mình lo mình kiếm tiền mình ăn nè, còn mạnh thường quân ai thương thì cho đó, mà ít nhất là tụi nó chí thú làm ăn thì đưa lên những thước phim có cái để mà chúng ta thông cảm được. Cái tụi này nó vẫn lo làm ăn đó thì cũng tội nghiệp, đưa lên trên mạng ai cho là cho, còn không cho là thôi đó. Thì ví dụ đi, có mạnh thường quân nào cho thì mừng, còn mình không cho thì mình vẫn lo đi làm mỗi ngày phải không cô chú? Còn cái này, còn này tối ngày đó cô chú thấy không, nó hơn rất nhiều những cái mảnh đời khác cô chú. Những cái mảnh đời khác, cái nhà người ta không có ở nó kìa, dột mưa kìa, nhất là ở dưới quê miền Tây tụi con nè cô chú ha, 6 tháng nắng 6 tháng mưa, thì 6 tháng mưa đó ha, tội nghiệp những người nghèo lắm cô chú. Nhà gách dột nát hết trơn, người ta chỉ cần đôi 3 triệu bạc
mua thiết lập nhà mà còn không được nữa đó cô chú, cô nói thiệt. Còn con Vi này, nhà cao cửa rộng vậy đó, nhà đẹp đẽ như vậy, có máy lạnh, có tủ lạnh, có tivi, có tất cả, thậm chí tiền bạc cũng có, vàng dòng cũng có, thì thôi con hỏi cô chú nè, trông chờ dạo gì nữa, xin xỏ gì ai nữa, như vậy thì quá đủ rồi. Cái phần còn lại là mình làm, mình kiếm tiền, mình nuôi con mình. Còn có chồng cũng được, không có chồng cũng không sao. Thứ nát rượu như thằng Phi không xứng đáng để chúng ta bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cái, chạy theo thằng nát rượu, phải không cô chú? Thằng Phi có cái gì hay ho đâu, thậm chí cha mẹ nói còn nghe không nổi, bỏ liều luôn đó. Còn riêng hai đứa này của chú coi đó, một đứa cãi cha cãi mẹ, một đứa bỏ con bỏ cái, hai đứa sắp lại, hỏi cô chú là có đủ tư cách gì đâu để mà tiếp tục mà đưa nó lên trên cộng đồng mạng. Rồi con Vi nữa, chiêu trò với thằng Phi nữa, hai đứa này nó chiêu trò, nó diễn cái vở tuồng Chí Phèo Thị Nở nè cô chú đó. Rồi giờ sanh con đẻ cái, nó đẻ ra thằng nát rượu y gan nữa, thì thôi con lại luôn cô chú, con có thiệt. À, bây giờ con nói cô chú thử nghĩ đi, bây giờ thằng Phi nó như vậy đó, nó có lo được cho bản thân nó không mà nó đẻ mà nó nói là nó bán cái này cái nọ để nó lo cho con nó. Rồi con Vi con Vi nè, con cái nó kìa nó có lo có trách nhiệm gì đâu cô chú mà đẻ ra gì. Mình cần phải lên án những cái thành phần này nè cô chú, nó tính là lợi dụng cái bầu ở trong bụng nó là để cho Mạnh Thường Quân lo nó, để nó dễ sinh sỏ. Thì rõ ràng có Mạnh Thường Quân là không biết thiệt hay giả nhưng mà bị mắc bẫy đó cô chú, nói là sẽ lo cho nó nếu mà nó có bầu đó, rồi nó dựa theo cái chỗ cái bầu đó tối ngày nó làm tiền cho cô chú thấy. Chưa gì hết trơn lên la làng có bầu rồi đó, để cho Mạnh Thường Quân gửi tiền về. Cô chú thấy cái sự chơi chẽn của con Quy này không? Nó cũng nói thiệt, nó con Quy với thằng Phi nè, sao mày không vô chùa á, sao không vô chùa Sam Gông gì, chùa kế nhà mày đó, mày vô trong đó đó, mày mượn đỡ mấy cái thùng tiền của ông sư đi đó, mày đi ra mày mua đất cất nhà ở trong đó, chùa tiền nhiều lắm. Tối ngày ngồi chờ sung rụng, ngồi chờ Mạnh Thường Quân Việt Kiều, nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ, Canada, anh em nó nhà nó lạng dị không đó cô chú, ngày nào cũng chị chứ á, ngồi chờ sung rụng tại quán bà Bảy đó cô chú. Bữa nào mà ai giả bộ đi ngang cô chú mua một cái chùm sung thiệt á, chội vô họng hai đứa đó, hai đứa đó nó ngồi nó hả họng đợi mỗi ngày quán bà Bảy đó cô chú, ai gần gần đó đó, bữa nào đi mua cho nó vài ký, vài ký trái sung thôi cô chú, không có đi chịu đi làm ăn gì hết trơn. Nói riết rồi hay nói không phải nói chứ cô chú cũng mệt mỏi chứ phải không, theo dõi câu chuyện này riết thì cũng sầu quần mệt mỏi á. Coi thì bắt đầu ha tào lao không mà cô chú, nói chung là coi ha, nhầm khi có những lúc nó cũng mắc cười á, mẹ chạy tới chạy lui mới lính quýnh rồi ha, ai cho tiền cái mẹ tép lặn tép lội, mẹ nói cái miệng đãi qua đãi lại như cái xà lan đó cô chú. Trời ơi, dạ cảm ơn cô nghe cô, dạ cô, rồi xong cái con tinh quý nghe tinh quý nghe yên ngắn có dấu sắc đó nghe cô đó, nghe chân ở chỗ phường 5 đó nghe cô nghe, thành phố Sóc Trăng, trời ơi số số nhà 60, nhà trọ 60, ồ nó làm ha đường Phạm Hùng, chỗ đó làm liêu chi vậy đó cô chú, muốn lại đó luôn, nói thiệt á, vậy đó ha. Bắt đầu hứa đi, hứa ai hứa cho đã vô đi nghe, rồi không có nè nó chửi cho cô chú thấy. Bây giờ nè cô chú biết sao, Mạnh Thường Quân là hôm nay á là thất hứa rồi, không có lợi gặp, tại vì Mạnh Thường Quân ảo mà thì tụi YouTube dàn dựng tạo lên một cái nhân vật Mạnh Thường Quân thôi, làm gì có Mạnh Thường Quân thật đó. Rồi ngày mai bắt đầu nó chửi, nó biết bị gạt rồi, bắt đầu nó chửi cho cô chú coi nè nha. Em cô Thanh nha, tối ngày Thanh đó, cái bà nào tên Thanh cũng sổ mình với nó, tối ngày nó nhắc chắc nhảy mũi thấy mồ luôn phải không cô chú nha. Nó tham tiền đó cô chú, cho nên nó tin đó cô chú. Nó chứ giờ con hỏi cô chú cái nhà nó có vậy rồi, ai mà khùng mà cho hả, cho nó mua đất cất nhà đó. Phải chi á mà nó ăn bờ ngủ bụi, nó ngủ lề đường gầm cầu, rồi nó nghèo nó khổ này nọ thì ta cứu vớt nó. Còn này nó nhà nó vậy ta nó không ở, nó muốn mồi chài thêm cái ngôi nhà thứ hai đó để cho nó với thằng Phi, còn cái nhà kia nó nhường nó cho con Ngọc, chị em nó tính hết rồi, cũng như tư gạo rồi đó. Bây giờ con hỏi cô chú ai mà quay hoàn cảnh gì giúp đỡ ba anh em nhà nó trong cùng một gia đình đó, cô chú coi coi nhà cao cửa rộng hết trơn đó, cô chú coi thử nghĩ đi, bởi vì mình mới nói đó, có nghĩa là quá đáng. Nó giúp không đúng người, không đúng nhân vật. Bây giờ lỡ giúp rồi, giúp một người trong gia đình thôi, có đâu giúp hết ba anh em nhà nó. Con Ngọc thì cũng được xe, được xe rồi sao, rồi giờ cũng đi cầm đi bán ăn.
Tại vì bản thân đâu có làm ra tiền đâu cô chú, rồi lợi dụng người khác xin xỏ cho có xe cộ, có nhà cao cửa, cộng đồ đặt trong nhà, rồi mơ mốt cũng bán hết trơn. Như con Ngọc sao? À, con Ngọc nó hứa là nó mua xe nó chở Khôi đi học, có chở không? Tới bây giờ cô chú coi có chở không? À, thằng Phi đó à, ước ao có vốn để đi mua đồ này nọ đấy ha, có mua gì không, có bán gì không, dây chai phế liệu gì không? Rồi con Vi thì sao? Con Vi lụm gì đó, lụm đối phó hay là sao? Rồi thằng Tư Gạo, thằng Tư Gạo có đi bán vé số đâu mà ước có tiền mua bán vé số, có tiền cho nó cái đầu nó đánh số ngược lại người ta nữa cô chú. À, rồi nó cờ bạc chứ nó đi mua bán số gì? 2-3 ngày nay cô chú thấy mệt mỏi với con Vi không? Nào là mua đất cất nhà, nào là có bầu à, hai vạch rồi à, nào là hả cái cô Thanh cho 300 đô cho thằng Phi bồi dưỡng 200 đô à, rồi nào là à, ôi đủ thứ chuyện hết trơn. Nói chung là Vi này nó quá trời diễn rồi cô chú, chiêu trò nữa à. Mà con nói cô chú ha, cái đặc điểm của những kẻ làm biếng là ngồi quán xá cà phê thích hưởng thụ, thích người khác á, là phải phục vụ cho nó đó. Như thằng Phi với con Vi nè, thấy không, ngày ngày ngồi quán cà phê ngày dài cử gì đó cô chú, 3-4 cử à. Thằng Tư Gạo thì tới 5-6-7 cử là thằng Tư Gạo đại gia hơn, cô chú thấy rồi đó. Mình đâu phải mà mình nói hoài đâu cô chú, tại mạnh thường quân á, nhầm khi cổ xí cũng quá đáng, cứ cho tiền cho nên nó ỷ lại, nó trông chờ vào cho nên nó làm biếng, thấy không. Một con đàn bà chẳng ra gì, không đủ tư cách đó để nhận được những cái phước phần của mạnh thường quân ban tặng đâu cô, nó thật sự cô chú hãy giúp những mảnh đời khác đi. Người ta tàn tật nè, ta già neo đơn nè, phải không, đó, người ta rất là khổ sở, người ta ngoài sức lao động rồi, còn cái tụi này đó là nó còn sức lao động, sức già dai gọng, mạnh khỏe như trâu, ăn không có ai ăn lợi tụi nó đâu cô chú, con nói thiệt đó. Mà nó hổng cũng vậy luôn, ai hổng mặn Vi con mới sợ nè. À, rồi bây giờ tiếp tục bày đặt ha, bầu bì bầu bí gì đây nữa cô chú. Đó, 3 đời chồng 4 đứa con, không có chăm sóc đứa nào hết trơn. Đó, rồi bây giờ thích sanh em bé nữa, trời ơi thích em bé, thích đó, 3-4 đứa con nó có nuôi đâu mà thích. Thằng Phi đó, mày cũng bày đặt ha, xuôi hướng, mày có cũng có con, 2 đứa con gái mày đó, mày có nuôi không đó, mày có nuôi con mày không ha, hay là mẹ mày nuôi? Con này nó mê trai mà nó bất chấp cô chú, nó bất chấp hay cộng đồng mạng lên án như thế nào về cái câu chuyện nó hả đám cưới với thằng Phi, đưa thằng Phi về nhà. Nó nói ủa, nhà của nó có quyền, còn chị Ngọc á chịu thì chị Ngọc á lại giữ đám cưới, còn không chịu thì thôi chị Ngọc á khỏi giữ lại đám cưới đó, thấy ghê không, thấy con này nó ghê không, con Phi với cô chú nó bất chấp. Nó còn ông Phi ông tôi tính hứng, nó nói mẹ nó chịu rồi, mẹ nó làm gì chịu, con bảo đảm cô chú mẹ thằng Phi không bao giờ chịu con Phi, từ đầu qua đó nói rồi. Hai cái đứa này nó sáp lại nó cũng giống nhau đó cô chú, ăn dơ ở giấy, trời ơi cái phòng trọ thấy mà ghê mà gớm, rồi ngồi đâu móc ở đó, ngồi đâu gãy đó, dơ ở giấy nó thiệt. Hai đứa này là không bao giờ tắm rửa, con dám bảo đảm cô chú luôn. Con Vi thì bắt quá nó thay đồ thôi đó, nhất là thằng Phi cái áo vàng nó bận hoài, nó không chịu tắm đâu, nó sợ nước. Những người uống rượu của cô chú nghe, con nghe người ta nói ha, là sợ nước dữ lắm vậy đó. Thằng Phi này thì cô chú thấy rồi, thấy thằng Phi thì cô chú biết rồi. Con Vi nó cứ nghĩ tung chiêu lên nó có thai rồi sẽ có mạnh thường quân gửi về, bắt quá là cũng một vài trăm đô kệ, mơ mốt nghỉ cho nữa thì xì ra, không có thai cũng làm gì được nhau, tiền cho rồi xài hết rồi đâu có đòi lại được đó. Nó nghĩ như vậy đó cô chú, mà mỗi ngày nó không ngừng chiêu trò, nó gạt gẫm mạnh thường quân, chủ yếu nó nhắm vào mạnh thường quân thôi nghe cô chú nha, chứ nó không nhắm tới những khán giả đâu, con nói thiệt. Khán giả nó nói là không có tiền, nó chỉ ngắm vào mạnh thường quân là nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ, nước Canada thôi, anh em nhà nó chơi Việt Kiều không mà cô chú. Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.